Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một nồi lẩu thập cẩm siêu to khổng lồ để ăn mừng 100.000 người đăng ký nha. Và nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi mình nha. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ vào việc nha. Bắt đầu. Đi rửa nồi đi. Bây giờ thì mấy đứa đang rửa nồi, rửa rau các kiểu đây các bạn. Đây. Chỗ này chắc lát nữa tắm thì tuyệt vời nhỉ. Ôi thằng Quang tắm luôn á. Chỗ này lát tắm thì khỏi nói luôn. Đây. Đây là nước sông nên rất là mát luôn các bạn. Đây. Mày lấy cái nồi lên, mày rửa trong này luôn á. Rửa trong này luôn á. Rồi. Rửa bên trong nhá Quang ơi. Nhớ là rửa bên trong nhá. Okay. Rửa bên trong nồi nhá. Bên ngoài nó không bẩn, nó không sao đâu, quan trọng là bên trong thôi. Nhớ là rửa bên trong nhá. Ok. Đây, thằng bạn thì đang rửa rau đây. Còn thằng em thì đang rửa cái nắp nồi cho nó sạch sẽ, vệ sinh tí đây. Lát nữa anh em mình tắm ở đây nhỉ. Tắm không? Đây. Chỗ này lát tắm khỏi nói luôn, quá tuyệt vời luôn đây. Này là mình vứt đi hết đây. Không là toàn thế luôn đây. Lát mình vào trong nồi nổi luôn. Khá là nhiều đấy. Ui tay đen xì hết rồi. Tay đen xì đến lát rửa có sao đâu. Đúng không? Đây là rau. Chỗ này mà trượt quá là ướt hết quần áo đấy. Có mang theo điện thoại không? Không, không phải phải ướt ở dưới thôi. Mày đấy, không phải ướt cả điện thoại luôn. Đây là đồ lẩu của mình đây. Trong này thì có xúc xích, nấm các kiểu đây, mì tôm nữa đây, rau này. Còn đây là mấy xô nước mà mình mang theo, mình sẽ làm nước để làm nước lẩu nha các bạn nhá. Nhấc nồi lên luôn. Cháy chưa? Chưa. Nhấc nồi lên đi, đổ nước xuống đi. Nào. Qua đây nhấc nồi lên nào. Nào, nhấc lên nào. Rồi. Tuyệt vời. Hai xô nước. Một nồi lẩu, hai xô nước. Khủng khiếp đấy nhở. Thịt được con lợn. Nước sôi rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho nước sốt và muối mì chính vào trong nhá. Đây, trước tiên mình sẽ cho nước sốt vào nhá. Ok. Bây giờ là muối nhá. Muối vào nhá. Chắc là khá nhiều muối nhỉ, bỏ khá nhiều muối nhỉ. Mặn quá là không ăn được là hỏng đấy. Biết được chưa? Để cho vào này trước đi. Xong bây giờ là mì chính nhá. Mì chính nào. Rồi. Còn bây giờ mình sẽ cho đồ lẩu vào trong nha các bạn nhá. Đây. Từ từ nhá, không là nước bay vào người đấy.
từ nhá. Quay vào gần tí đi bạn ơi. Khá là nhiều đấy nhờ. Lát nữa mình sẽ cho rau các kiểu vào. Đây. Đấy phát nào. Chắc chưa ngon đâu, làm gì ngon nhanh thế. Chưa ngon đâu. Thêm muối nữa. Rồi. Tầm này đâu. Ok. Rồi. Lát thì lát sôi lên mình sẽ nhấc xuống và cho mì tôm xong là cho rau vào là ăn luôn nha các bạn nhá. Wow, ôi, chín rồi các bạn ơi. Đây, các bạn xem đây. Wow. Wow, tuyệt vời thế. Wow. Đây nhìn chảy nước miếng luôn đây. Các bạn xem đây. Wow. Nồi lẩu siêu to luôn các bạn đây. Nồi lẩu siêu to cùng luôn. Rồi, bây giờ nhấc qua bên kia nhá. Trước tiên là đậy nắp trước đã nhá, không là bỏ đấy. Được chưa? Được chưa? Nặng lên. Ây, cố lên. Nặng quá. Lên nào. Từ đấy. Tuyệt vời, tuyệt vời đây nhá. Tuyệt vời con gì. Thôi, mở nắp nào. Tuyệt vời. Nào bây giờ cho rau xanh vào nhá. Đây. Ok. Đảo đều nào. Yo, đây. Mọi người nhá. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Chiến đi các bạn ơi. Cùng đi. Chiến nhiệt tình vào đây. Ăn đi. Tuyệt vời. Chụp xích đây. Nóng quá. Nóng nổi vượt trời mà ăn. Quá nóng bỏng. Thêm tí rau à. Ăn có đây anh ơi. Ok anh. Đến vào đây. Nào. Uống đi, uống đi. Uống tiếp đi này. Nhiệt tình mà anh em này. Yo. Nào. 2, 3, yo. 2, 3, yo. 2, 3, hết. Uống đi. Hết nhá. Ăn đi. Ăn đi. Đến tiếp đi. Từ từ đi bác. Đấy là điền lạnh ăn cái này nó quá tuyệt vời hơn nhỉ. Nó là kiểu như là hòa hợp với nó mát lạnh. Chắc ăn cơm rồi đi. Đi kịp tay đây bạn đây này. Bác cắm lại mình nữa. Cameraman này quá nhá. Quay cái clip rồi ấy. Quay nè. Nào ăn nhiều thế nào. Đây. Đây, ăn qua. Ăn đi. Nào. Bạn. Đây, thằng em. Cảm ơn bạn nhá. Em xin ăn nhiều đây. Ok. Đây thằng em. Ăn đi. Ôi, cái rau đấy. Bạn ơi, đây. Ok, ok. Nào. Đây ăn đi. Ăn thoải mái đi. Ăn đi, chiến đi. 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, hit! Anh em ơi! Ôi! 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, chúc mừng các chiến nhân! Các bạn ơi, như vậy là bọn mình đã no rồi. Thì mình xin cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Và mong là trong tương lai các bạn sẽ luôn ủng hộ mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Tao còn chưa được ăn nhá.